HP Shop xin chào các bạn nha. Hôm trước á thì mình đã thử làm cái đốt khí ga bằng hai cái bình mực nhỏ này 100ml nè các bạn. Thì một bình là chứa xăng và một bình là chứa nước. Đó, thì cái nguyên tắc cũng cơ bản các bạn. Thì cái hơi không khí á, chúng ta sẽ thổi vào cái bình chứa xăng này. Cái hơi nó sẽ bốc lên trên, nó sẽ đẩy qua bình nước và bình nước cái hơi bốc lên. Mình sẽ đốt lửa cái đầu này. Thì bây giờ thì mình sẽ thử là hai cái bình 1 lít các bạn. Đây, hai cái bình 1 lít này là bình cồn 70 độ nha. Và ống dây dẫn. Rồi mình test luôn thử coi cái hơi ga nó ra mạnh hay không. Mình có thể là làm coi nó câu vô cái bếp ga thử coi ok không nha các bạn. Đây. Đó, đây là cái ống dây ga nè. Mình thử coi cái hơi nó mạnh hay không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái máy thổi không khí, thổi không khí từ cái máy hàng khò luôn nha các bạn. Lấy ra mình test cho nó ok không. Và sau khi chúng ta thử ra lửa rồi đó thì chúng ta để coi nó cháy khoảng bao lâu. Ví dụ như 100ml xăng nha và 100ml nước, chúng ta để cho nó cháy, chúng ta nấu thử coi cái thời gian mà để hết 100ml xăng đó là khoảng bao nhiêu tiền nha các bạn. Khoảng bao nhiêu thời gian các bạn. Thì đây là mình sẽ làm cái khí ga miễn phí nha các bạn. Đây, đây là cái bình thổi hơi của nó nè các bạn. Cái ống hơi nó đi ở đây. À, thì bây giờ chúng ta sẽ lấy khoan lỗ và chúng ta đi đường ống. Sau đó chúng ta sẽ test thử coi như thế nào. Mình sẽ lấy trực tiếp cái thổi khí hơi này ra luôn. Mình lắp chỉnh nhiệt độ. Mình lắp chỉnh cái nhiệt, chỉnh cái mà cái thổi mạnh nhẹ gió, chỉnh độ gió các bạn, mình cách là cho motor chạy nhanh hay chậm để chỉnh cái độ gió thổi ra nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái hai cái bình này. Rồi bây giờ đối với những cái chai này chúng ta sẽ hàn hai bên lỗ các bạn. Chúng ta sẽ hàn trên cái chỗ này, cái cổ này để chúng ta bắt cho nó cứng hơn nha các bạn. Còn dưới đây thì nó hơi mềm. Mỗi chai mình sẽ khoan cho nó hai lỗ. Với cái ống này á, cái lỗ nó hơi nhỏ các bạn, thì mình sẽ dùng cái kéo để mình khoan cho nó rộng ra một chút. Đây, mũi kéo này các bạn, chúng ta khoan cho nó rộng ra để nhét vừa cái cọng dây vào. Đây các bạn, chai bên đây, chai chứa xăng màu đỏ nè các bạn. Thì mình đã khoan hai lỗ để vừa cái ống silicon gắn vào nha, hai lỗ này. Và cái chai màu xanh bên đây
À, tại vì cái nó màu xanh để mình phân ra chai chứa nước các bạn. À, thì ở đây mình khoan cái lỗ to hơn để gắn cái dây ga, còn bên đây để gắn cái dây bơm khí từ cái bình xăng đi qua, bình chứa xăng đi qua các bạn. Đây mình khoan mỗi cái hai lỗ, bên đây lo to hơn nha, to hơn để gắn cái ống này. Rồi bây giờ chúng ta cắt dây chúng ta gắn vào nha. Đây ở đây chúng ta gắn nè các bạn. Đây là đường khí hơi vào, cái khí oxy vào, chúng ta thổi vào từ máy thổi. Thì chúng ta thổi cái đường ống nó đi vào tới phía dưới đáy luôn nha. Còn cái đường hơi lên á của cái bình xăng thì chúng ta đưa vào cái phần trên, không có đụng xăng nha, phần trên này nè, một chút nè. Chúng ta sẽ cho qua cái bình nước. À, bình nước này nó sẽ đi xuống luôn các bạn. Từ hơi đi qua bình nước, cái hơi nó sẽ đi xuống tới đáy của nước luôn nha. Còn cái ống khí đi ra thì chỉ lấy khí ở phía trên thôi, cho nó không có đi xuống tới nha các bạn, đi xuống tới bình nước. Đó, gắn vào một chút thôi. Đây, đây các bạn xem cái đường đi của cái ống dây thử nha các bạn. Thì đây là cái máy thổi oxy, nó thổi đi qua cái bình chứa xăng, đường dây này nó sẽ đi tới dưới đáy luôn. Đây thì xăng chúng ta đổ lên khoảng một chút thôi, nửa bình thôi các bạn, chứ không có đầy bình nha. Chúng ta đổ nửa bình hoặc một chút này thôi. Sau đó có một ống lấy cái không khí từ bình xăng, nó sẽ đi qua bình nước, nước bên đây nó sẽ đi xuống tới đáy bình nước luôn. Nước chúng ta cũng đổ cũng bằng xăng thôi các bạn, đổ nửa bình hoặc là lên một chút thôi nha. Thì không khí cái hơi ga nó sẽ được đẩy lên trên và nó ra cái ống ga, nó đi ra đường đây, khí ga nó ra đường cái ống này để chúng ta đốt lửa, đốt ở đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ châm xăng và châm nước để chúng ta thử nha các bạn. Đây bây giờ mình hàn xong rồi nè các bạn. Đây là bình hơi thổi qua nha, bình xăng, xăng mình để chút xíu này thôi. Đây là nó đi qua bình nước. À, đây là cái ống ga nó đi qua đây. Đó, đi qua mình để vào cái lò đốt nè các bạn. Lò đốt này từ bếp ga. Đó. Nó chỉ có ống như thế này thôi. Mình cho ga nó đi vào đây. Đó, như thế các bạn. Mình sẽ đốt cái này lên. Mình che cái này kín lại để không có gió nè nha. Bây giờ mình bật công tắc. Nó sôi lên nè các bạn. À, bây giờ mình mở lửa nha. Đó. Bạn thấy chưa? Bây giờ mình để cho nó cháy thôi, khoảng bao lâu với bao nhiêu xăng nha. À. Gió các bạn. Ở đây nếu mà chúng ta chỉnh gió thổi mạnh đó, thì cái bếp của mình nó sẽ cháy lửa mạnh nha.
rồi chúng ta hạ lại thì lửa nó cháy yếu đi. Kéo quá gió các bạn. Có lên lửa xanh luôn nha các bạn, đó lửa xanh đấy. Thì cái này mình chế một cái lò đơn là ok rồi các bạn ha. Mình đưa vào nấu quá. Nãy giờ là cũng gần 2 phút rồi các bạn ha. Nó lên lửa xanh rồi các bạn, rất đẹp ha, không có gió nè, lên lửa xanh luôn các bạn. Cái này mình sẽ để thử nửa lít xăng nha, nửa lít xăng và nước, sau đó mình để thử cho mình nấu được bao nhiêu ngày nha các bạn. Đó, xăng nó còn một chút mà đó. Cũng gần 5 phút rồi các bạn, nó muốn tắt rồi các bạn ơi ha. Đó. Rồi vậy ok nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ test cái độ tiết kiệm của nó coi như thế nào. Bây giờ mình sẽ kiếm nửa lít xăng và mình để mình nấu coi như thế nào nha, sẽ được bao lâu. Đó. Nửa lít xăng bây giờ khoảng chừng mình cho nó 28.000 đi, cho 30 đi, nửa lít 15.000 thì mình nấu được bao lâu nha. Đây các bạn, với 100ml xăng thì mình nấu cái bếp lửa đây. Bây giờ để coi coi khoảng bao lâu nó sâu cái nồi thuốc nha các bạn. Xem các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta chỉ còn là hàn cái đế và gắn cái bếp này vào. Và chúng ta dùng cái máy bơm 555 các bạn, máy bơm không khí chúng ta lắp vào là ok nha. Đó. Đây các bạn, sau gần 20 phút mình nấu khoảng 100ml xăng nha các bạn, thì cái lò nó cũng đã tắt rồi nè. Thì cái lò thuốc thì nó cũng đã xong. Các bạn thấy không? Nó đã sôi. Cái xăng nó cũng bỏ biến rồi các bạn. Máy nó chạy.